Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Storm Intercode của mình. Để ủng hộ mình thì anh em hãy ấn vào nút đăng ký màu đỏ và ấn vào nút rung chuông, nút thông báo tất cả để không bỏ lỡ những clip mới nhất mỗi khi mình lên những sản phẩm mới. Phiên loại thì mình lên giao lưu với anh em là một chiếc đồng hồ Rovendino dòng Daydead, dòng máy Thạch Anh của Nhật Bản. Chiếc này thì nó ở trong tình trạng nguyên zin toàn bộ, bọc vàng toàn thân, còn rất là đẹp. Dây khóa của nó là dây khóa đúc đặc, bọc vàng toàn thân luôn. Đáy của nó thì là đáy thép. Chiếc này thì nó có cái size mặt là 36mm. Anh em nhìn chiếc này thì có thể liên tưởng ngay đến những chiếc đồng hồ Rolex sang trọng của Thụy Sĩ. Chiếc này thì nó có cái mặt dial là màu vàng mỡ gà, chảy tia từ tâm, cực kỳ là đẹp. Anh em nhìn nó bắt sáng, chạy sáng rất là đẹp, rất là nét luôn. Chiếc này nó là dòng Daydead lịch thứ và lịch ngày. Lịch thứ của nó là nằm ở vị trí góc 12 giờ, còn gọi là lịch thượng. Lịch ngày của nó là ở vị trí góc 3 giờ. Lịch của nó thì đều là lịch xoay nhanh cả. Điểm nổi bật của mặt dial của chiếc đồng hồ này thì nó là ở 10 cọc số. 10 cọc số của nó thì là đều đính kim từ cọc 2 giờ, từ cọc 1 giờ cho đến cọc 11 giờ. Cọc 12 giờ và cọc 3 giờ của nó là thay thế bằng ô lịch. Ở mỗi đầu các cọc số đính kim của nó thì đều có chấm dạ quang, bộ kim màu vàng nổi bật và vạch dạ quang ở kim giờ và kim phút. Lịch 3 giờ là có kính lúp anh em nhé. Kính của chiếc này là kính khoáng nguyên zin, kính của nó trong vắt, không có một vết sức nào hết, đúng nguyên zin. Dây khóa của nó dây khóa nguyên zin luôn, bọc vàng rất là đẹp. Đeo chiếc này lên là rất là đầm tay anh em nhé. Cầm chiếc này, nói chung là chiếc này thì anh em cầm trên tay anh em sẽ thấy cái form của nó rất là đẹp luôn. Đó, cực kỳ là đẹp. Niềng của chiếc này thì xung quanh của nó là đính toàn bộ bằng kim cương màu trắng. Cọc 12 giờ, 3 giờ, 6 giờ và 9 giờ thì nó đính 4 viên đá ruby màu xanh. Rất là nổi bật. Size dây của chiếc này thì là size 20. Chiếc này thì anh em nhìn những cái chỗ nào nó bóng, nó còn lớp bọc vàng nó còn rất là đẹp, những đường vân sớ ở bốn đầu chân càng nó còn rất là sắc nét luôn. Form Rolex rất là đẹp luôn. Chiếc này thì mặt sau của nó, đáy của nó thì là đáy thép, mọi thông số của nó là in rất là rõ nét luôn. Cái nắp sau của nó thì ở những cái vết này thì nó là cái vết bẩn anh em nhé, lát mình lau chùi đi là nó hết ngay. Nắp của nó còn cực kỳ là đẹp. Ở phía sau bốn đầu chân càng nó còn rất là nét, lớp bọc vàng của nó còn rất là dày luôn. Nói chung là đeo những chiếc đồng hồ form Rolex như thế này trên tay thì nó sẽ rất là đẹp, đặc biệt là những chiếc đồng hồ mà cọc kim và cái niềng của nó đính kim như thế này. Để mình lên tay chiếc này cho anh em xem, rất là đẹp luôn. Size mặt 36-36,5. Mình đeo những chiếc size 35-36-37 quen rồi, cho nên là lâu lâu lôi những chiếc to đùng như thế này ra đeo đổi gió, đeo khoảng tầm một lúc là đau hết cổ tay luôn. Dây thép đúc đặc rất là đẹp. Anh em nào mà yêu thích những dòng Rolex và chưa đủ kinh phí để mua những chiếc đồng hồ Rolex đeo thì anh em chơi những chiếc đồng hồ chính hãng của Nhật như thế này đeo sẽ, nó sẽ rất là đẹp. Nói chung là đeo những chiếc như thế này thì vẫn hơn là anh em đeo những chiếc đồng hồ Rolex hàng fake. Nó giá trị hơn những chiếc đồng hồ Rolex hàng fake rất là nhiều. Anh em nhìn những cái niềng của nó, những cái viên kim cương nhân tạo này nó bắt sáng rất là đẹp. 10 cái cọc kim, cọc số rất là đẹp luôn. Những cái dòng Thạch Anh của Nhật này thì nó đã quá nổi tiếng rồi. Ở Nhật Bản thì nó là cha đẻ của các dòng đồng hồ Thạch Anh rồi. Chiếc này thì mình xin phép giao lưu anh em với giá là 3 triệu. Anh em nào quan tâm thì hãy vui lòng liên hệ với mình theo số điện thoại 0913 00067. Đấy cũng là Zalo của mình, anh em kết bạn để có thể xem được những hình ảnh chi tiết, video ảnh máy nếu như anh em có nhu cầu. Chiếc này thì núm của nó thì là núm gen anh em nhé.
Núm ren nó chống nước rất là tốt. Chiếc này mình bao chống nước anh em nhé, đi mưa rửa tay thoải mái luôn, tắm giặt thoải mái, miễn là anh em không dùng nước nóng là được. Chỉnh lịch chiếc này thì nó là lịch xoay nhanh, anh em vặn qua 24 giờ để cho lịch nó nhảy, lịch thứ và lịch ngày nó nhảy, sau đó là anh em ấn vào và rút một nấc ra thì nó sẽ, anh em sẽ chỉnh lịch đó. Vặn ngược chiều kim đồng hồ sẽ là chỉnh lịch ngày, vặn theo chiều kim đồng hồ sẽ là chỉnh lịch thứ anh em nhé. Đó, chỉnh xong là anh em nhớ ấn cái núm của nó và vặn ren vào để cho nó chống nước đó. Nói chung là chiếc này thì quay ở trên clip như thế này thì mình thấy nó đã rất là đẹp và sắc nét. Anh em cầm trực tiếp ở trên tay sẽ càng thấy nó đẹp hơn rất là nhiều. Ok, để ủng hộ mình hơn nữa thì anh em hãy ấn nút đăng ký màu đỏ và ấn vào nút rung chuông để không bỏ lỡ những clip mới nhất mỗi khi mình lên những sản phẩm mới. Rất đẹp và đeo rất là ấm tay. Ok, xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em ở các clip sau.